chúng ta tiếp tục chương 7 thiết kế mạch tổ hợp thực tế và tiếp tục cái nội dung thứ tư các mạch điện liên quan đến layout. Và bây giờ chúng ta sang cái mạch thứ ba đó là mạch mã hóa ưu tiên dạng cây. À, mã hóa ưu tiên là một cái mạch điện mà nó sẽ trả về cái mã nhị phân à, tương ứng với cái yêu cầu ưu tiên cao nhất, highest priority request. À. Và chúng ta đã thảo luận các cái mạch mã hóa ưu tiên này nè ở trong chương 4 và chương 5. Và chúng ta đã sử dụng nhiều cái cấu trúc ngôn ngữ VSDL khác nhau để mô tả cho cái mạch này. Tức là chúng ta đã dùng lệnh gán có điều kiện, lệnh gán lựa chọn, lệnh if, lệnh khê, vân vân. các cái lệnh gán tín hiệu có điều kiện và lệnh if thì thường để diễn tả cái hàm này tức là cái mạch điện này chúng ta đã dùng lệnh gắn có điều kiện hoặc lệnh if và chúng chỉ định cùng một cái mạng nối dây ưu tiên tức là hai cái dạng mạch đó nó sẽ chỉ định được cái mạng nối dây ưu tiên cho cái mạch mã hóa ưu tiên cái hình dạng của cái mạng nối dây ưu tiên là một chuỗi nối tiếp đơn nó có vẻ giống như là cái mạch uh, reducer mà chúng ta đã khảo sát ở cái ví dụ trước Có nghĩa rằng nó là dạng nối tiếp ha, Cascading Do cái con đường then chốt Tức là cái con đường mà để tính cái thời gian trễ Được thành lập dựa vào cái chuỗi này Cho nên cái hiệu suất Phải mất đi Khi chúng ta tăng cái Kích thước ngõ vào Có nghĩa là khi chúng ta mở rộng nhiều Cái bit ngõ vào Thì khi đó cái hiệu suất sẽ giảm đi Mất đi tức là giảm đi tức là càng cái thời gian trễ càng ngày càng lớn thì cái hiệu suất cái tốc độ sẽ giảm. Ở trong cái mạch reducer chúng ta đã chuyển đổi cái chuỗi nối tiếp thành cái chuỗi song song dạng cây và bằng cách sắp xếp lại cái thứ tự của các phép toán so. Tức là trong cái mạch reducer chúng ta ban đầu chúng ta cũng lập trình theo dạng nối tiếp tức là một chuỗi các cổng so ghép nối tiếp nhau, mắc nối tiếp nhau. Và sau đó chúng ta đã biến đổi sắp xếp lại, đã biến đổi cái dạng nối tiếp đó với thời gian trẻ lớn thành cái dạng song song dạng cây. Và khi đó đã cải thiện được cái hiệu suất của mạch. Thì bây giờ chúng ta cũng có thể áp dụng cái điều này cho cái mạch mã hóa ưu tiên. Nhưng cái mạch này cái mạch mã hóa mã hóa ưu tiên này thì khi sắp xếp lại thì nó sẽ phức tạp hơn, nó không hề đơn giản như là cái mạch Reducer ví dụ này sẽ chứng minh cách thức chúng ta chuyển đổi từ cái cấu trúc dạng nối tiếp sang cái dạng cây cho chúng ta và bây giờ chúng ta sẽ đi khảo sát một cái mạch mã hóa ưu tiên 14 16 sang 4 tức là có 16 tín hiệu ngõ vào tức là cái tín hiệu Request bây giờ tăng lên đến 16 ngõ vào và chúng ta sẽ dùng cái mạch này để minh họa cho cái việc chuyển đổi từ cấu trúc dạng nối tiếp sang dạng cây và bây giờ chúng ta sẽ xem là cái chương trình được viết theo cái dạng à, nối tiếp cái đã à. rồi thì đây là chương trình mô tả cho cái mạch mã hóa ưu tiên có 16 ngõ vào R là 16 ngõ vào và đây là khai báo entity R 16 ngõ vào 15 đau tù không khâu là ngõ ra à, 16 ngõ vào thì cái mã nhị phân bây giờ lên đến 4 bit cho nên tín hiệu khâu ở ngõ ra là 4 bit và một cái tín hiệu S ngõ ra là một bit giống như những cái mạch mà chúng ta đã khảo sát và bây giờ chúng ta đi mô tả dùng lệnh gán tín hiệu có điều kiện và cái cấu trúc này mình đặt tên là cast, khác khác là dạng nối tiếp rồi begin khâu khâu sẽ được gán bằng 1111 khi tín hiệu R15 ER bằng 1 như vậy chúng ta ưu tiên cho bit có trọng số cao nhất là R15 ER ha. À. Ngược lại nếu nó sai tức là nó không có tích cực thì chúng ta gắn khâu bằng 1110 khi R14 ER bằng 1 và ngược lại thì ta gắn khâu bằng 1101 khi R13 ER bằng 1 và cứ thế như vậy thì bạn sẽ viết từ R ER thứ 15 cho đến R1 ER và cuối cùng nếu r1 cũng không bằng 1 nữa thì ta gắn khâu bằng 0000 000, tương đương với r0 còn cái tín hiệu active ở ngõ ra thì chúng ta sẽ gắn bằng o của r15 ha, o dần cho đến r0 như vậy chỉ cần một tín hiệu ngõ vào tích cực thì cái active này sẽ bằng 1 và như vậy thì chương trình đã được viết xong nó chính là mở rộng ha, của cái bài mã hóa ưu tiên bốn ngõ vào. Và bây giờ chúng ta đi vẽ cái sơ đồ khái niệm cho cái cấu trúc này. Thì chúng ta thấy rằng là với 15 nhánh quen thì chúng ta sẽ sử dụng 15 mạch đa hợp hai kênh 4 bit ghép nối tiếp nhau. Và như vậy thì cái mạch đa hợp đầu tiên ha là hai kênh và chúng ta lấy cái R15 này để đi mà lựa chọn khi R15 này bằng 1 tức là true thì nó sẽ gán cái dữ liệu 1111 cho cái tín hiệu ngõ ra không và đây là một cái mạch đa hợp 2 kênh 4 bit đây là 4 bit còn nếu R15 là sai là false thì xét đến R14 vân vân cho đến cuối cùng là R1 nếu bằng true thì gán giá trị 0001 và lần lượt các cái mạch đa hợp này gán cho ngõ ra còn ngược lại R1 là phone thì nó gắn 0000 đến ngõ ra và chúng ta chỉ quan tâm đến cái cái mạch à, tạo tín hiệu ở ngõ ra còn cái S-Tip thì nó là một chuỗi các cổng O thì chúng ta đã trình bày rồi và bây giờ chúng ta sẽ nhận thấy cái gì? À, cái thời gian trễ lớn nhất của cái mạch này như vậy thì đó là những cái tín hiệu hay à, những trường hợp tương ứng với những trường hợp R1 ha à bằng tức là khi chúng ta xét đến cái mạch đa hợp cuối cùng thời gian trễ của các mạch này của cái mạch này nó không đồng đều nhau nếu r 15 mà bằng một thì khi đó nó chỉ qua cái thờ một cái mạch đa hợp mà thôi một 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 sẽ gắn cho khâu ở ngõ ra như vậy thời gian trễ của nó chỉ qua mạch thứ nhất còn nếu mà r 15 không tích thực không tích cực mà r 14 tích cực thì thời gian trễ của nó sẽ đi qua hai mạch đa hợp và như vậy thời gian trễ lớn nhất là đi qua 15 mạch hợp tương ứng với hai cái tín hiệu này Như vậy thời gian trễ rất là lớn và bây giờ chúng ta phải làm sao đó để cải thiện ha cái thời gian trễ biến cái dạng nối tiếp này thành dạng cây song song và bây giờ chúng ta sẽ đi vào cải tiến thì trước khi cải tiến như thế nào không biết thì chúng ta có thể hình dung ra được à, cái mà mình muốn xây dựng à, tôi sẽ cho các bạn thấy đây là cái mạch mà mình muốn xây dựng à, và như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ tách ra thành nhiều cái mô đun nhỏ. Đây là một cái mạch mã hóa ưu tiên 4 sang 2 và bốn cái như thế này chúng ta tách ra và khi đó chúng hoạt động song song. bốn cái này chúng ta cho nó song song, ta ghép lại thì ta cũng được các số lượng ngõ vào là 16 ngõ vào. Và chúng ta ghép như thế nào đó chúng ta chưa có thể chưa hiểu nhưng mà chúng ta có thể hình dung ra rằng à, cái lợi mang lại là gì đây chính là cái lợi chúng ta mang lại. So với mạch chưa cải tiến thì thời gian trễ qua lớn nhất của hệ thống này là qua 15 mạch đa hợp. Còn bây giờ cái mạch của chúng ta sắp nghiên cứu thì cái lợi mang lại trước mắt là thời gian trễ giảm đi một cách đáng kể. Đây là một cái mạch mã hóa ưu tiên 4 sang 2, bên trong nó sẽ dùng 3 cái mạch đa hợp hai kênh chính vì thị chính vì thế cái thời gian trễ của tín hiệu qua cái khối này nó sẽ trễ đi 3 cộng 3 mạch đa hợp tương tự nó sẽ đi qua cái mạch thứ hai này 3 mạch đa hợp nữa và cuối cùng nó qua một cái mạch đa hợp 4 kênh xem như là một nữa như vậy thì thời gian trễ tổng cộng của cái mạch sau khi chúng ta cải tiến thì nó chỉ còn lại có 7 đi qua 7 mạch đa hợp mà thôi nó giảm đáng kể so với cái cấu trúc dạng nối tiếp này như vậy thì mục đích của chúng ta là tăng cái hiệu suất dĩ nhiên chúng ta phải tăng thêm cái tài nguyên và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành thì trước khi tiến hành thì chúng ta sẽ nói lại cái mạch mã hóa mà chúng ta đã khảo sát ở trong các ví dụ trước ha, trong cái sơ đồ vừa rồi chúng ta có sử dụng các cái mạch mã hóa nhỏ hơn ha. Tức là để xây dựng một cái lớn mạch mã hóa lớn thì chúng ta sẽ dùng những cái mạch mã hóa nhỏ hơn, chính là mạch mã hóa 4 nhân 4 sang 2. Thì đây là mạch mã hóa 4 sang 2 mà chúng ta sẽ tiến hành thiết kế trước. Cái này nó giống như những gì chúng ta đã học. Và chỉ khác là cái tên chúng ta đặt lại mà thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ xem qua cái chương trình mạch mã hóa 4 sang 2. Rồi thì chúng ta khai báo entity priority viết tắt 42 và cái tín hiệu ấy, ngõ vào R ER, à, chúng ta đặt tên là R4 để cho nó khác với cái R ER của cái 16 à. rồi khâu 2 à, khâu 2 đây là cho cái mạch à, 24 sang 2 này và ngõ ra của nó là 2 bit nó chỉ có 2 bit active ta biết tắt của cái mạch 42 này à, chỉ có 1 bit và chương trình giống như những gì chúng ta đã học khâu 2 sẽ được gắn bằng 11 1 khi cái ngõ vào R4 bit thứ ba bằng 1 à, ưu tiên cho biết có trọng số cao nhất ngược lại ta sẽ gắn khâu bằng 1 0 khi R42 tức là tín hiệu ngõ vào R4 bit thứ hai bằng 1 tương tự cho những gì còn lại à, cái tín hiệu S-Tip 42 này sẽ bằng O của 4 cái tín hiệu R43 với R42, R41, R40 và như vậy chúng ta đã mô tả xong cái mạch mã hóa 4 sang 2. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành công việc là chuyển đổi cái kiến trúc dạng nối tiếp thành dạng song song. Và trước khi đi vào chương trình thì chúng ta cần phải hiểu rõ cái kiến trúc mạch điện dạng song song này nó hoạt động như thế nào. Rồi, thì đây là một cái hình ảnh minh họa cho trường hợp tất cả các ngõ vào đang ở trạng thái không tích cực. À, tức là R0 đến R15 đang ở mức 0. Và khi đó các cái giá trị ngõ ra của bốn cái mạch à, mã hóa ưu tiên 4 sang 2 này đều bằng 0 hết. Như vậy thì khâu G3, G2, G1, G0 đang bằng 0 hết. Tương tự các tín hiệu S tip của bốn cái mạch này cũng đang bằng 0 luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ xác định cái giá trị ngõ ra. Như vậy thì cái mạch này không có cái ngõ vào nào tích cực cho nên ngõ ra này cũng bằng 00. S tip này cũng đang bằng 0. Như vậy thì khâu MSP này bằng 00 làm cho bit 32 cũng bằng 00. Rồi cái khâu 2 hay là khâu MSP này nó đang bằng 00. Như vậy nó điều khiển cái mạch đa hợp 4 kênh này cho cái tín hiệu này chính là khâu G0 đang bằng 00 qua cái mạch này như vậy kết quả ngõ ra khâu tức là 4 bit nhị phân ở ngõ ra 3210 đều bằng 0000 0, 0, 0. à, tín hiệu S tiếp bằng 0 như vậy thì chúng ta đã xác định rằng là không có tín hiệu nào tích cực và giá trị nhị phân ở ngõ ra là 4 số 0 bây giờ chúng ta mới tác động đến cái ngõ vào thứ 15 tức là dĩ nhiên chúng ta tác động đến ngõ vào nào cũng được thì ở đây tôi minh họa cho trường hợp chúng ta tác động đến ngõ vào thứ 15. Rồi khi cái tín hiệu thứ E là thứ 15 lên mức 1 thì chúng ta thấy rằng ngõ ra khâu G3 sẽ bằng 11. S3 sẽ bằng 11. Và khi đó hai cái tín hiệu 11 này nó sẽ đi đến cái ngõ vào 11 của cái mạch đa hợp 4 kênh này. Cái tín hiệu S3 bằng 1 này nó sẽ tác động đến ha, đây nó sẽ tác động đến cái ngõ vào R43 ER của cái mạch mã hóa 4 sang 2 cấp 2 này. Và nó sẽ làm cho khâu 2 chính là khâu MSP ở ngõ ra bằng 11 vì ta tác động đến cái bit thứ ba và nó làm cho ngõ ra S chip này bằng 1. Như vậy thì cái hệ thống mạch này có cái tín hiệu S chip bằng 1 để báo hiệu có ngõ vào tích cực. Rồi cái khâu MSB này nó sẽ được gán cho khâu 32. Như vậy thì trong 4 bit bit thứ 3 thứ 2 đang bằng 11. Đồng thời nó sẽ điều khiển cái mạch đa hợp 4 kênh này. Nó cho cái tín hiệu ngõ vào kênh tương ứng với 11 đi qua. Như vậy thì nó cho khâu G3 đang bằng 11 đi qua và gán cho ngõ ra chính là khâu 10. Và như vậy kết quả cái mã nhị phân khâu 4 bit đã ngõ ra bằng 1111 tương đương với cái ngõ vào R15 đang tích cực đang tác động như vậy tôi đã giải thích xong cái nguyên lý hoạt động bạn cũng có thể cho một cái tín hiệu ngõ vào khác tác động để rồi bạn sẽ thấy cái quá trình này hoạt động và kết quả chúng ta sẽ được cái giá trị khâu ngõ ra tương ứng cùng với tín hiệu active ha như vậy thì tôi đã giải thích xong Và bây giờ chúng ta tiếp tục nghiên cứu cái chương trình Và để biến nó già thành dạng cây thì chúng ta sẽ lập trình theo dạng có cấu trúc và chúng ta phải dùng một cái thành phần component có tên là prime 4 sang 2 mà chúng ta đã xây dựng ngay từ lúc bắt đầu. Chúng ta hãy nhớ lại cách lập trình thứ hai có đó là cách lập trình có cấu trúc. Chúng ta sử dụng các thành phần component và trong đây chúng ta chỉ sử dụng một cái nên đó là mã hóa 4 sang 2. Trong cái sơ đồ chúng ta mới vừa khảo sát chúng ta dùng tới 5 mạch mã hóa ưu tiên 4 sang 2. Và chúng ta khai báo các tín hiệu vào ra thì cái này chúng ta đã biết ha. Và chúng ta khai báo một số các tín hiệu trung gian theo như cái sơ đồ mà chúng ta mới vừa nhìn thấy. Khâu G3, G2, G1, G0 và khâu MSB. À, mỗi một cái tín hiệu như vậy là 2 bit ha, một đầu tù 0 và chúng ta khai báo một cái tín hiệu thêm à, 4 bit và chúng ta khai báo tiếp ba cái tín hiệu S3 ha, à, viết tắt ở S3, S2, S1 và S0 tương ứng cho bốn cái ngõ ra của cái tầng đầu tiên và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào thân chương trình và chúng ta sẽ lấy ra cái thành phần component đầu tiên à, thành phần đầu tiên ta đặt tên nó là unit level 00 tức là cái mạch mã hóa thứ 0 của cái tầng đầu tiên. Và chúng ta sẽ đi ánh xạ, chúng ta sẽ gán cái tín hiệu R4 ER của cái mạch mã hóa 4 sang 2 này, chúng ta sẽ nối đến bốn cái ngõ vào từ ba đào tu 0 của cái mạch lớn 16 ngõ vào. Rồi ngõ ra khâu 2 của nó, chúng ta sẽ gán cho khâu G0 S42 của nó chúng ta sẽ gán cho S0 như vậy chúng ta đã mô tả cái thành phần thứ nhất trong cái sơ đồ khối hồi nãy tương tự như vậy chúng ta sẽ lấy ra cái thành phần component thứ hai chúng ta đặt là unit level 01 và chúng ta cũng tiến hành ánh xạ R4 lần này thì chúng ta sẽ nói đến các cái tín hiệu R từ 7 down to 4 của cái mạch 16 ngõ vào khâu 2 chúng ta sẽ nói với khâu G1 S42 chúng ta sẽ nói với S1 Và tương tự như vậy Chúng ta sẽ đến cái mạch thứ 2 012 Tức là chúng ta tính từ 0 Thì R4 sẽ nói đến R11 đau từ 8 Khâu 2 nói với khâu G2 S42 nói với S2 Và cái mạch mã hóa Cuối cùng trong cái tầng đầu tiên Và như vậy R4 chúng ta sẽ Nói với r15 down to 12 như vậy thì chúng ta đã nói hết các tín hiệu request của mạch mã hóa 16 ngõ vào khâu 2 nói với khâu g3 F42 nói với F3 như vậy tầng đầu tiên cấp đầu tiên chúng ta đã trình bày xong bây giờ chúng ta đến cái mạch mã hóa 4 sang 2 bên dưới cái mạch đa hợp 4 kênh chúng ta dùng một cái tín hiệu thêm chúng ta ghép lại S3 nói với S2 nói với, S1, nói với S1 nói với S0 tại vì trong cái mạch cái phần tử chúng ta dùng là chúng ta dùng dạng bớt, cho nên chúng ta phải ghép bốn cái tín hiệu này lại để thành một cái bớt. như vậy thì cái mạch mã hóa 4 sang 2 cái thành phần bên thứ hai ở dưới mạch đa hợp ha thì nó là được đặt tên là unit level2 và cũng là mạch mã hóa 4 sang 2 chúng ta sẽ lấy tín hiệu r4 của nó chúng ta nó ghép với thêm ha rồi như vậy thì chúng ta đã hiểu được cái vai trò của tín hiệu thêm này mục đích là ghép lại để nó cùng dạng bớt mới gắn cho cái r ER của cái mạch à, mã hóa 4 sang 2 sau đó thì cái khâu ngõ ra hai của nó chúng ta sẽ gắn cho tín hiệu có tên là khâu msp ở đây tôi tô đỏ cái cái hàng lệnh gắn này thì nó trong sách nó bị uh, sai cho nên tôi tô đỏ để các bạn xem và sửa lại trong cái sách tiếng anh nè rồi ngõ ra s 4 của nó thì chúng ta nói đến tín hiệu s tip ở ngõ ra như vậy chúng ta đã xong năm mạch đa hợp à, là năm cái thành phần được sử dụng trong cái hệ thống đó bây giờ ta đến cái thành phần cuối cùng chính là cái mạch đa hợp bốn kênh ta sẽ thực hiện một cái lệnh gán khâu 3 đầu tư 2 chính là khâu MSP như vậy thì cái tín hiệu MSP này khâu MP này chúng ta lấy làm tín hiệu 32 cho cái tín hiệu ngõ ra và chúng ta sẽ thực hiện một cái lệnh cái lệnh gắn có lựa chọn với tín hiệu khâu MSP nếu nó bằng 11 thì chúng ta sẽ gắn khâu 3 cho tín hiệu ngõ ra khâu 1 đau tư 0 như vậy thì chúng ta cái hàng lệnh này thì cái mạch điện tương ứng nó là cái mạch đa hợp bốn kênh này tương tự cho khâu MSP nếu bằng 10 thì ta chọn G2 101 chọn G1 và order thì ta chọn G0 gán cho ngọ ra như vậy thì tôi đã mô tả toàn bộ cái chương trình chuyển đổi từ cái dạng nối tiếp sang dạng song song sử dụng cách lập trình có cấu trúc và đang xen luôn cả cái lệnh khác à, như vậy trong đây có sử dụng bốn cái thành phần năm cái thành phần mã hóa 4 sang 2 và có viết thêm lệnh để mà xây dựng cái mạch điện như vậy đây là cũng là một cách lập trình pha trộn nhiều cách lập trình với nhau à, và chúng ta chú ý rằng là trong cái sơ đồ mạch điện trong sách thì cái, ngay, cái vị trí mạch à, đa hợp 4 kênh này cái thứ tự các con số 0001 1011 nó sai vị trí các bạn cũng sửa lại cho nó đúng và như vậy thì tôi đã trình bày xong À, bây giờ chúng ta sẽ đi phân tích cái thời gian thì xem cái kiến trúc dạng cây so với kiến trúc dạng nối tiếp thì nó có lợi gì. Thì ngay từ ban đầu thì tôi đã trình bày cái này rồi, tức là ở cái kiến trúc mà dạng nối tiếp thì thời gian đi qua tới 15 mạch đa hợp, còn ở kiến trúc dạng cây thì thời gian trễ của nó chỉ còn lại là qua 7 mạch đa hợp và cái này đã được trình bày cho các bạn thấy được cái lợi của cái việc chúng ta cải tiến. À, cái việc cải tiến đó đã làm cho cái hiệu suất của mạch tăng lên cho nên ở đây tôi không trình bày lại nữa. À, các bạn xem có cái gì chưa hiểu thì chúng ta trao đổi thêm.